Con xin chào anh bè cái chú, anh bè cái chú cá sĩ. Hai Mặn cũng xin chào cả nhà nha. Thì sáng hôm nay Mặn đưa hai con đi ra ngoài phố để mua sắm sửa cho các cháu khăn cũng như là khăn quấn cổ rồi mũ và những quần áo thêm cả nhà. Tại vì bên đất này giờ bắt đầu nói chung là cũng lạnh rồi cả nhà. Thì hai đứa con Mặn đi học á, xuống trường á, người ta cho cái giờ giải lao ra ngoài chơi hơi bị nhiều. Cho nên là trẻ con mà ra ngoài lạnh á, thì dễ bị bệnh. Cho nên Mặn cũng tranh thủ đưa các cháu đi sắm sửa tí xíu rồi thôi. Cũng mời cả nhà đi cùng với gia đình Mặn nha. Cô xe của Victor lau chưa? Chưa. Đây, xe roller của con gái Mặn. Bây giờ gia đình đi vào vô phố. Ông xã thì lấy giấy lau xe đạp cho con. Hello, con gái lớn. Con xin chào anh bà cái chú. Anh bà cái chú cá sĩ. Hello, ông bà cô chú, bà cô chú có khỏe không? Và chúc ông bà cô chú ngày mới vui vẻ. Ở đây con. Đi tới nha, chị đi con. Cả nhà thấy đường xá nó hơi bị dơ nha, do lá cây nó rụng xuống á, rồi mưa nữa cho nên họ cũng chưa có quét dọn, chưa có làm sạch đường xá cả nhà. Lá rụng quá trần luôn cả nhà. Cho quay tí xíu nha mấy anh cu, mấy anh chim. Hình bữa nay lên sóng rồi đó, lên toàn thế giới rồi ạ. Đi dịu dàng kìa chưa, lắc 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 hai cái mông nữa chứ. Hai đứa con gái Mặn nó sổ từ bên kia, nó sổ xuống. Hello, hello. Nó đi con. Rồi đi, giỏi á. Tắt con tuột hả? Tuột kéo lên. Rồi đi. Trời ơi, tắt tuột rồi quần tuột nữa. Đẹp. Có giết chứ. Này là con sông mà nó chạy ngang qua thành phố Rainer Mặn đang sống nha cả nhà. Thấy phong cảnh đẹp không? Cha con đứng kia chờ mẹ mà quay phim. Gia đình của Mặn đã vào vô phố rồi nha cả nhà. Đường phố khá là đông người. Cái này khu nhà người ta sửa chữa lại nè. Này ông bà cô chú, mới ra phố chưa mua gì hết mà con gái Út nó kêu cho nó đau bụng quá. Mặn sợ bé đói bụng, thôi vô quán ăn nhanh, mua đồ ăn nhanh, ăn cho nó nhanh lẹ rồi còn đi mua tí xíu đồ cho cháu nữa ông bà cô chú. Gia đình này. Okay. Dạ thì ăn đi. Wow. Đây. Mời cả nhà nha. Đây buổi sáng của mình. Ủa mà anh, con nó đói bụng, nó đau bụng, nó đói bụng, còn anh nó có đau bụng, có đói bụng không mà cũng. Ăn chế gì con. Mời cả nhà dùng. Giòn rộng ha.
Ở trong có gì thịt hả? Thịt. Cho mời em về cái chú ăn cùng với gia cho mình nè. Giờ còn cái đau bụng nữa không Victor? Không còn đau bụng nữa hả? Vậy ăn cho na vô khỏi đau bụng nha. Còn giờ rè ăn gì con? Ăn ké của ba hả? Sao nãy mấy mẹ biểu mua không lấy, không lấy thì... Mình gì đây? Cái bánh này nó giống như bánh kem Việt Nam mình, nhưng mà ở trong không có nhân nha cả nhà. Nó bọc ở ngoài một cái lớp đường, ở trong bột không mà chứ không có gì trong đó đó. Con mời anh bây giờ ăn cùng gia đình của con nè. Con ăn gì? Ăn ăn trong miệng thôi ha. Bánh ngọt á, này gọi là bánh ngọt á cả nhà. Mặn thì không ăn. Nhưng mà tại vì mới vừa ăn ở nhà, vừa ra tàu phố, tưởng đâu đi dạo mua xong đói ăn với ai mà chưa gì hết. Chưa gì hết, đứa nhỏ kêu đau bụng mà đứa lớn cũng... Ở đây là khu của trẻ con cũng như là baby kinder nha cả nhà. Đồ năm này tính ra cũng nó lên giá hết nha, cũng khá là đắt chứ không rẻ nha cả nhà. Bên này là bên con trai. Có bao tay bao đồ nữa nè con. Còn thiếu gì lấy hết đi chứ không chừng nó... Thời tiết bên này lạ lắm cả nhà, lúc thì ấm trời, lúc thì lạnh lắm luôn á. Cho nên nó không có được bình thường á. Bộ đã số mấy, cái số lớn, số nhỏ vậy không? Rồi con đầu cái mũ lên mấy má coi. Nó có bộ, đủ bộ á. Vừa khăn vừa mũ luôn, vừa trùng chung một màu nè. Hỏi ông bà cô chú đẹp không? Anh bạn cứ đu cái đẹp, anh nhớ mà anh bạn cứ đu cái đẹp hay là không đẹp, anh bạn cứ đu ghi ở comment tag nè. Con có cần thử màu này không? Màu này màu kem kem nè. Cởi cái đó ra con. Nóng hả? Rút nó dính này, nó dính tóc. Quấn thử tạm thôi đó. Xong nhét vô bên hông kiểu gì quấn gì ông. Ra rè chưa biết ngậu quấn. Lấy cái mũ để đậu lên nữa mấy má coi. Này lấy cái này lên. Ra rè. Dạ, đứng sơ sơ ra, con đứng sơ sơ ra. Rồi, đậu lên mấy má coi. Rồi ông bà coi cô chú, ông bà cô chú coi màu này đẹp hơn hay là màu hồng này đẹp hơn ông bà cô chú. Victoria, tớ thử cái bao tay đi. Dạ, mẹ có ở nhà rồi. Nè, con thử cái này đi. Nè, thử vô thử cái bát xanh không. Dạ, bát xanh ở đó. Rồi, vô trong bà cô chú xem ấm không. Rồi, được rồi, con lấy cái này tao đi. Ra cùng lấy một cái nha con. Dạ nè, lấy một cái nha. Dạ. Đây, ra đè. Đây, cho ra đè hai cái này nữa. Con xin chào anh về cái chú, anh về cái chú cà phê à. Con xin chào anh về cái chú cà phê à. Con mời anh về cái chú ăn cùng với gia đình của con, ăn bánh tráng cuốn nè. Mận cũng xin chào cả nhà nha. Hôm nay gia đình Mận đi dạo phố mua sắm sửa tí xíu đồ cho hai đứa gái. Tại vì bên đất này lạnh rồi cả nhà. Thì hôm nay hai vợ chồng Mặn mua cục thịt bụng với lại tí rau cuốn bánh tráng ăn cả nhà. Và đây là thịt bụng nha cả nhà, thịt heo. Còn đây là dĩa rau sống, hôm nay là khá là ngon. Hôm bữa Mặn ăn gà luộc chấm với ớt á, thiếu rau răm. Bữa nay ăn bánh tráng lại có rau răm. Rau thơm, giá. Cái này là trứng nha cả nhà. Và không thở thiếu được đó là chén nước chấm. Khuê là khuê hết luôn cả nhà. Người Phú Yên là không thở nào thiếu cái chén nước chấm mặn, chua, cay, ngọt. Ở trong này mặn giả
ngò nha, cho nó thơm. Em thấy không trước đây? Ít sao? Em thật không? Còn đây là chén mắm ruốc. Rồi ăn đi anh. Rồi mời mời cả nhà ăn. Ăn bánh tráng cuốn. Đang cơm sẽ. Đang cơm sẽ. Đây, con gái Út Mận bây giờ tập ăn ớt rồi nè. Ớt thôi cho đỡ cay á con. Đưa mắm lên làm cho. Không có mắm lên với tôi ăn nhiều ớt rồi. Nó cay á. Trời ơi, coi nè ông bà cô chú ơi. Con nhà con gì vậy? Con nhà lông, con nhà nông không giống lông giống cánh hả? Ôi đó. Giờ chồng Mận ăn ớt quá trời ăn ớt, bây giờ để hai đứa con cũng bắt đầu tập ăn ớt. Thôi sợ luôn. Tôi đang ở cái nồi. Dạ, nó con nặng con quá để cài. Lấy cái miếng bánh tráng á con quét cái đó đi. Victor, con sao con không cuốn rau đồ gì hết vậy? Làm miếng nước mắm thằng tim rồi. Đây cả nhà. Rau thịt. Dưa leo, cà chua, gì paprika, ớt chuông, bỏ chút xíu trứng nữa. Victor ấy mà mang đây nè, ba cắt cho con cái miếng nhỏ nhỏ, thịt nhỏ nhỏ đó. Ba cắt thịt nhỏ cho con vừa hết rồi. Ăn cuốn thịt cũng chín rồi. Ăn cho no chứ đỡ đau bụng nha con. Đi ra phố chưa mua gì hết là để chung vô quán ăn nhanh, là tranh thủ ăn rồi le đau bụng đói bụng. Ông bao nhiêu không? Ăn đi con. Mời ông bà cô chú ăn cùng với gia đình Mận nha. Paprika. Ăn cái paprika đây. Cái món bánh cuốn này ăn miết cũng không ớn ngon. Dạ, cuốn mà ớn vậy. Cái đầu món món thuần túy dễ ăn mà. Cái đầu rồng này nè. Lúc mình cần thì không thấy bán, lúc mình không cần thì thấy bán. Gì cực hả? Nước mắm ngon ha anh. Thơm mùi ngon. Ở Việt Nam mình á, mà có gì ngà tàu đúng không? Dẻ mắm ngon lắm cả nhà. Thì tôi ra uống thịt vô nha con. Chết con thầm. Con phải ăn thịt vô nha, ăn rau đồ vô. Con không có ăn đứa cái, con ăn đứa cái. Không ăn trứng hả? Trứng thôi cho nó thơm, nó ngon, trứng chim mà thôi. Mà món bánh tráng cuốn này á, lúc em kêu anh làm, mua cục thịt dừa luộc cuốn. Anh nói, nói không? Heo chút xíu mà. Mận biết ông xã Mận rất là thích ăn bánh tráng cuốn thịt heo nha cả nhà. Mận mua được ít rau á. Mà nói anh, nói không, không. Cuối cùng Mận mua gì là anh phái. Con là người chê, ba là người chê nắng cho con hay gì ạ? Hôm nay biểu quan bằng ba ngầu không chịu. Cho em cái bánh tráng này. Cuốn cho.
Giờ bánh nó mềm mềm. Con tự gấp không? Rồi con làm con gấp miếng nhỏ nè. Đây rớt. Đây miếng nè. Làm miếng nữa. Gấp vô. Gái mặn biết nãy gấp đũa đồ giỏi không bà cô chú? Đây đũa rồi. Không biết. Gì? Lấy gì nữa? Paprika hấp xong. Bây giờ đồ đạc, đồ vật chất ở cái nhà nó tăng quá. Hồi kia ví dụ mình mua cái khăn cắm 5-6 đồng, bữa nay lên 8-9 đồng, gần 10 đồng ví dụ chẳng hạn, vậy nó lên tới mấy euro. Gấp được không? Dạ. Giờ cái gì mua vật chất tăng rồi. Nó mới tăng lên đầu tháng 10 này thêm mấy chục xe nữa. Đào sữa uống có đồng 5-6 rồi, bây giờ đồng 7-8. Sữa tươi hả? Ừ. À, Victoria cuốn đó rồi ăn thêm cuốn nữa nha. Tất đi lết rồi. Có ăn thêm cuốn rồi. À, còn hả? Còn mới 2 cuốn hay gì hả? Hả? 2-3. Rồi đó. 3 chồng nãy có ăn 1 cuốn. Đây cả nhà. Hôm qua mặn nấu chè đậu đen. Trời lạnh nhưng mà thích ăn lạnh lạnh tí xíu. Cái gì con? Trong này mặn nấu là đậu đen và có gừng nữa nè, xắt ra mấy lá gừng thả vô cho nó thơm. Bỏ tủ lạnh ăn nó lạnh rồi mình không có cần phải bỏ đá gì hết á. Wow, mát lành lạnh luôn á cả nhà. Nó một nồi chứ hai vợ chồng ăn mấy ngày, hai đứa con gái không ăn thì ăn mấy ngày, con chị mà ăn ngày nó không ngon đâu. Mình nói chi mà mình đỡ trong tủ lạnh vài bữa ăn nó mới ngon. Cái gì với tôi ăn tôi là ăn nước tiệt quá. Cái gì kỳ quá. Ăn để lên con ăn thêm cuốn nữa. Đây là 2 cuốn rồi. Yeah. 2 cuốn đâu? 1 cái cuốn không. À, cái cuốn không không có nói nữa. Cuốn không là không có tính. Ăn cuốn này mới có 1 cuốn à. Thì thôi cả nhà. Thì cái bữa ăn của mặn cũng đã xong. Của hai đứa con vẫn gì mà nhanh. Nãy giờ lâu lắm rồi con ăn chậm chứ. Ông bà cô chú mà ngồi chờ con ăn hết này chắc cái tối mai mới xong á. Tụi con cứ từ từ ăn, má má ăn xong rồi. Thì mặn cũng xin dừng clip tại đây. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Bye, bye.